Lữ khách 24 giờ, một chương trình truyền hình thực tế với những trải nghiệm đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, những người nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trước khi bắt đầu thử thách, không thể quên những vật dụng đồng hành cho chuyến hành trình: một sim điện thoại, một mũ bảo hiểm, một xe đạp, một thỏi Singroom Doppermint thơm mát để họ thêm tự tin và 50.000 đồng. Bằng chính sự nhạy cảm, óc hài hước và khả năng thích nghi, mỗi nghệ sĩ phải đi tìm địa điểm thử thách, sau đó hoàn thành thử thách trong thời gian được quy định. Không sợ. Thôi em xin đầu hàng. Gái thì bỏ ơi. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nghệ sĩ phải xin để được ở trọ qua đêm trong nhà một người dân và trải nghiệm cuộc sống mới lạ ở đó. Chỉ có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ? Hãy chờ đón những điều thú vị bất ngờ chỉ có trong chương trình Lữ khách 24 giờ. Lần này, Lữ khách 24 giờ chào đón chàng lãng tử rất đẹp trai. Anh là một người mẫu nổi tiếng và cũng là một diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Một anh chàng bịt mặt trông có vẻ rất bí ẩn. Chào mừng bạn đến với chương trình Lữ khách 24 giờ. Mời bạn lên xe. Vị lữ khách bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay đó chính là người mẫu diễn viên Thế Thành. Là một diễn viên đang rất được yêu mến qua những vai diễn hiền lành chân chất, Lương Thế Thành luôn nằm trong lớp diễn viên sáng giá hiện tại. Và qua mỗi vai diễn, anh mong muốn sẽ đem đến cho khán giả những nhân vật có nhiều sắc thái khác nhau nhưng vẫn không kém phần kịch tính. Chào mừng lữ khách bí ẩn Lương Thế Thành đến với chương trình. Lương Thế Thành rất thích chương trình Lữ khách 24 giờ này vì Thành cũng đã xem rất nhiều chương trình trên TV và các bạn đồng nghiệp của Thành cũng đã tham gia rất nhiều chương trình này. Và Thành thấy một điều thú vị ở chương trình này là được đi tham quan, được thử thách chính mình. Thành có được cơ hội tham gia chương trình Lữ khách 24 giờ, thật sự Thành rất là vui. Bạn có nghĩ ra một cách nào đó để chào đón người bạn của bạn lên xe không? Nếu là một chàng trai thì như thế nào, và một cô gái thì bạn có sự khác biệt không nếu mà chào đón họ lên? Nếu mà một chàng trai thì Thành sẽ bắt tay, còn một cô gái thì chắc có lẽ Thành sẽ ôm tròn lấy cô ta một chút. Không biết người bạn đồng hành của Thành ngày hôm nay là ai? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem lữ khách thứ hai. Một vóc dáng cao, đẹp và hiện đại. Các bạn đã đoán ra ai chưa? Đó chính là người mẫu Thu Trang. Hai lữ khách của chúng ta trông có vẻ ngượng ngùng, bối rối khi phải gặp nhau. Lương Thế Thành có lặng đi một chút xíu đúng không? Đẹp, phải lặng. Nãy lỡ. Lúc nãy lỡ nói là nếu mà thật sự khi mà gặp một người bạn trong ngày hôm nay, nếu mà là người nam sẽ bắt tay, còn người nữ thì sẽ xin ôm một cái, nhưng mà bây giờ không biết chẳng có phiền lòng khi mà để cho Thành một cái để hoàn thành cái lời nói của Thành lúc nãy không ạ? Dạ vâng, nói chung là trong cái đầu gặp mặt thì người ta thường không gây khó dễ với nàng mong manh cho nên gái. Hay quá. Wow, sự chào đón của chàng trai dành cho người bạn đồng hành của mình thật là dễ thương. Chào đón người bạn đồng hành bằng nụ cười rất tươi, cô gái với chiều cao rất đáng nể 1m75, tỏ ra là người cũng không dễ bắt nạt, Đàm Thu Trang. Một khuôn mặt hứa hẹn sẽ đem đến cho làng người mẫu thời trang những gam màu mới bằng chính tuổi trẻ và lòng đam mê. Chúc mừng cô đã trở thành lữ khách tiếp theo của chương trình. Thực sự là tôi rất là vui khi mà được chương trình Lữ khách 24 giờ gửi cho mình một chiếc postcard để mà có thể ghi những thông tin và ghi những điều mà tôi muốn nói đến với chương trình. Và thực sự là tôi rất là nóng lòng để có thể chinh phục những thử thách và tôi mong là tôi sẽ chinh phục những thử thách đó một cách tốt nhất. Trước khi vào phần thử thách thì thực sự ngày hôm nay thì em rất là vui khi mà có thể đồng hành và chơi game show với anh ngày hôm nay. Và em chúc cho anh đủ sự khéo léo để có thể vượt qua những thử thách. Và anh chúc cho Thầy là với cái nhân sắc của mình, nếu Thầy ăn nói của mình là được thuyết phục được người dân thành công và cố gắng. Nhường anh chạy xe đạp điện đó.
Đâu anh, cái này vẫn phải đạp mà, có điện đâu. Thế hả? Em nó nữ tính, nhiều chép ạ. Dựa vào tấm hình chương trình cung cấp, trong vòng 20 phút bạn hãy tìm tới nhà anh Thanh Tùng chuyên nuôi loại côn trùng trên. Các món ăn được chế biến từ loại côn trùng này được xem như là món ăn đặc sản tại vùng đất Củ Chi. Bạn hãy tìm đến nhà vợ chồng anh Hạnh, chị Úc Lài nuôi bò sữa tại Củ Chi, nơi diễn viên Thanh Tú từng đến và vượt qua thử thách bằng việc vắt sữa bò. Sau đó bạn phải thuyết phục được gia chủ cho xem lại chú bò Thanh Tú đã vắt. Bạn có 30 phút để vượt qua thử thách. Trời ơi, trời, lỡ con bò bị bán rồi sao, giá sao mà gặp. Hết rồi, khó quá. Không, phải ráng thôi. Anh Hạnh, chị Úc Lài nuôi bò sữa. À, tôi hình như con cua sao ấy. Chà, giờ khởi điểm hướng nào đây? Thôi đi, 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 đi. Hai lữ khách nhanh chóng leo lên xe đạp và đi đến địa điểm được yêu cầu để thực hiện thử thách của mình. Chúc hai lữ khách của chúng ta thành công. Chú cho con hỏi chú biết nhà của anh Hạnh với chị Úc Liên nuôi bò sữa ở Củ Chi vậy nè. Khó à. Có vẻ như không ai biết địa điểm mà Thành đang tìm. Anh ơi, cho em hỏi là anh nhìn anh còn đoán ra được đây là hình của con gì không? Côn trùng, một loại côn trùng. À, con này hả? Con bọ cạp. Bọ cạp ạ? À? Tại vì là em có chỉ có được đưa mẫu hình này và nói là đó là một loại côn trùng có thể làm được món ăn rất là đặc biệt ở cái vùng Củ Chi. Thì có đúng không anh? À, đúng ạ. Em cảm ơn. Thế khu này là có anh Thanh Tùng, thì cái địa điểm này là sắp đến nhà anh Thanh Tùng chưa anh? Sắp rồi, đây nếu đây quẹo phải xuống, chạy thẳng ra đường dầu á, quẹo phải xuống. À, dạ vâng, rồi, em cảm ơn. Anh ơi, cho em hỏi ấp Bến Đò 2 là ở đâu hả anh? Bên kia ạ. À, bên đây là 1, còn bên kia là 2 ạ. Thế thì bây giờ em phải đi đường đằng sau, đi đường này thì mới ra được ấp 2 đúng không ạ? Hay là... Dạ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn. Trang có vẻ may mắn hơn vì đã hỏi đúng người. Anh biết cái nhà của anh Hạnh với chị Úc Liên mà nuôi bò sữa ở Củ Chi ở đâu không? Củ Chi ở đây rồi. Dạ. Quẹo qua quẹo trái, quẹo trái chạy xuống à, là khu đó có nuôi bò sữa dưới đó không? Dạ, chạy bao xa anh? Một cây số. Dạ, cảm ơn. Lần này thì Thành đã hỏi đúng người. Anh chàng có vẻ rất bối rối trong việc tìm đường. Các bạn thấy Tú là càng làm càng chuyên nghiệp không? Cô nàng vẫn đang miệt mài đạp xe. Cuối cùng thì Trang cũng đã tìm đến em nơi. Em ở bên chương trình Lữ Khách 24 giờ và em có một cái thử thách, đó là phải tìm nhà anh Thanh Tùng chuyên nuôi một loại côn trùng mà món côn trùng này có thể chế biến ra rất nhiều món ăn đặc sản tại vùng đất này. Đây đúng không anh? Ờ. Trang đang thích thú tìm hiểu về bọ cạp. Món ăn được chế biến từ loại côn trùng này được xem như là món ăn đặc sản tại vùng đất Củ Chi, và thực sự là em chỉ được gợi ý đó là một bức hình mà cắt đôi ra em không rõ là đây là loại côn trùng gì. Đấy, anh có thể nói cho em là đây là anh đang nuôi côn trùng gì không? Đó là con bọ cạp. Bọ cạp ạ. À, bây giờ thì anh có thể đưa em đến thăm trại bọ cạp của anh được không?
anh chàng đang gọi điện cho Thanh Tú để cầu cứu. Tú hả Tú? Có vẻ như lại hỏi không đúng đường rồi. À Tú ơi, Lương Thế Thành đây Tú ơi. À dạ. À Thành, tại vì Thành đang chơi lữ khách 24 giờ nè, mà nhiệm vụ là đi tìm cái nhà mà lúc trước Tú hay từ tới dắt bò sữa đó, nhớ không? À. À bây giờ dắt bò sữa nhưng mà không nhớ là chính xác là chỗ nào. Nó Tú có nhớ nó thuộc ấp mấy không? Tân Thịnh Đông hay Tân Thịnh Tây? Tân Thịnh Đông. Tân Thịnh Đông hả? Rồi, cảm ơn Tú nhiều nha. Rồi, ok. Rồi, lúc cùng là Đông hay Tây trời. Đi tiếp. Anh ơi, cho làm ơn cho em hỏi thăm, anh biết cái nhà của anh Hạnh chị Út Lài nuôi bò sữa ở đâu không? Anh Hạnh? Dạ. Chị Út Lài. Rõ. Tân Thịnh Đông, Tân Thịnh Đông quá. Lại Thịnh Tây. Tân Thịnh Đông, Tân Thịnh Đông là nằm phía bên nào ạ? Đi ra ngã tư quẹo tay phải. Ra ngã tư này. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Chặng đường có vẻ gian nan đối với Thành. Cố lên Thành. Chương trình có sự tài trợ của kẹo Singum Jobamin cho nên là em sẽ mời anh một viên kẹo của Singum Jobamin. Nhìn thấy nó sung sướng và đi luôn. À, thế ở trong cái khu này của anh là có khoảng tầm cộng bao nhiêu con? Trong này thì nếu mình bắt hết thì được khoảng 30 ngàn. 30 ngàn ạ? À. Thế cái này thì nó sẽ ăn cái gì anh? Cái bọn cào nó sẽ ăn cái nó, gì? Nó thức ăn của nó là nó ăn thịt động vật như cá nè, hoặc là côn trùng, ếch nhái nè. À, thế ngày ngày là anh cứ phải anh... Lần đầu tiên được nhìn thấy bọ cạp thật ở ngoài đời, Trang có vẻ ngạc nhiên. Có thể nói là đây là một cái cách nuôi rất là thú vị. Thực sự đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bọ cạp sống, bởi vì là em xem nhiều phim nên anh chỉ nhìn qua màn hình thôi. Anh biết nhà của anh Hạnh với chị Út Lài nuôi bò sữa ở đâu vậy? Cô cho hỏi thăm cái cô biết nhà của anh Hạnh với chị Út Lài nuôi bò sữa ở đâu? Chị biết anh nhà của anh Hạnh với chị Út Lài bán bò sữa ở đâu, nuôi bò sữa? Dạ. Chú ơi, chú cho con hỏi, chú biết nhà anh Hạnh với chị Út Lài nuôi bò sữa trên Tân Thịnh Đông này nè. Thành vẫn chưa tìm ra được ngôi nhà mình cần đến. Liệu lần này anh chàng có hỏi đúng người và tìm được đến nơi không? Trong vòng 5 phút bạn phải bắt được 30 con bọ cạp. Ôi, chết rồi. Em này với anh là tại sao? Cái nào? Bắt thì tôi sẽ hướng dẫn cho bắt. Tức là mình sẽ biết cách bắt, chứ nếu không nó sẽ đốt mình là sẽ trúng độc. Mà trúng độc thì sẽ mất bao nhiêu ngày nó mới hết độc được anh? Thông thường nếu mà mình người bình thường á thì thường là khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Còn nếu như mà mình... Da em độc lắm? Độc lắm thì chắc khoảng 2 ngày. Tức là mình sẽ nắm ngay cái đuôi nhọn. Con mồi gạp thì nó có càng có đuôi, mình sẽ nắm ngay cái đuôi nhọn này. Dạ. Nắm nhẹ thôi. Từ từ đã, anh có thể cho cô nàng trông rất căng thẳng với thử thách đầu tiên. Mạnh dạn lên Trang ơi. Tốt mà. Tức là nắm. Nói chung là em rất là sợ. Nắm ngay cái này, đừng có nắm ngay cái móc nhọn đó nha. Rồi bắt đúng rồi. Nắm nhẹ thôi, nếu nó giãy mạnh mình thả ra. Rồi bỏ qua. Một. Không sao, tránh cái móc nhọn ra thôi. Nó có kẹp bằng cái càng, nó chỉ hơi đau chứ không có lọc. Rồi. Hai. Ba. Bốn. Năm. Càng bắt, Trang càng tỏ ra thành thục. 13. 14. Cố lên Trang ơi. 9. 20. 21. 22, 23, 29, 30. Wow, rồi. Trang đã hoàn thành thử thách của mình ngoài mong đợi. Chúc mừng Trang. Nhưng chúng ta còn phải chờ xem Trang có bắt đủ 30 con bò cạp không. Xem có đúng đủ 30 con không nhá.
Thật sự rất là khó. Chỉ do biết tên mà ở Củ Chi này rất là rộng, Thành Kiếm rất là khó khăn, hỏi biết bao nhiêu nhà mà cũng không ai biết hết. Vì chạy tới mười mấy cái số mà vẫn không ai biết. Thành đành phải chấp nhận rớt cái thử thách một này thôi. Thành đã không hoàn thành được thử thách đầu tiên của mình, anh chàng đành bỏ cuộc trong tiếc nuối. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 30 rồi 31 con. Vậy là em đã hoàn thành xong thử thách. Hoàn thành là 31 con. Chúc mừng Thu Trang đã vượt qua được thử thách đầu tiên của mình một cách xuất sắc. Anh có nghĩ là trong vòng 5 phút em bắt bằng đấy con, anh nghĩ là em có khả năng có thể trở thành một người nuôi bọ cạp không? Chắc là được rồi. Tại vì mới hướng dẫn sơ mà đã bắt nhanh. Bù thì cũng bù, nhưng đây cũng là một thử thách cho Thành, và Thành cũng phải cố gắng lên để mà vượt qua hai thử thách còn lại. Nếu giờ chương trình sẽ dẫn lại đến tận nơi để bạn thực hiện thử thách. Ok. Trời ơi, ở thầy à. Một chút xíu nữa thôi. Trời ơi. Ở đây hả? Trời ơi. Dài đừng có lạc đường là tới. Dạ xin lỗi. À, anh chị là anh Hạnh chị Út Lại không ạ? Trời ơi, nãy giờ em đi kiếm nhà anh chị. Bây giờ chị có thể chị dẫn cho em vô coi cái con bò mà lần trước Thanh Tú nó dắt sữa, chị nhớ con bò nào không? Chị nhà không nhớ. Em đi. Dạ. Dạ điên này hả chị? Bạn hãy tiếp tục anh Tùng hướng dẫn làm hai món ăn từ bọ cạp. Thử thách dành cho bạn là bạn phải tự tay chế biến hai món ăn từ bọ cạp mà anh Tùng vừa hướng dẫn. Lưu ý đó là món ăn không bị cháy quá mặn hay bọ cạp bị gãy đuôi thì bạn mới vượt qua được thử thách. Anh giúp em nhé. Món ăn từ bọ cạp thì có hai món ăn, nhưng mà nó sẽ là làm những món như nào anh? Mình làm cái gỏi với lại cái chiên giòn. À, gỏi và chiên giòn ạ. Thế bọ cạp là có phải cái gì phải làm cái gì để mà cho nó hết độc không, hay là mình cứ để nguyên con để mình làm luôn đấy? Cái cách làm thì cũng giống như mình nghĩ thôi, thì con gì bằng thịt cũng phải cho nó chết hết. Thì cái đó là đương nhiên rồi. Tức là không phải tẩm ướp gia vị gì đâu đúng không anh? Cũng tùy theo được. Mình có tẩm ướp hay không là còn tùy theo cái món mình làm. Nhưng mà có thể nói là như vậy, tại vì tôi á là về cái mảng như chăn nuôi thì tôi giỏi thôi, chứ còn về làm món ăn thì tôi hơi kém phần đó, cho nên là tôi sẽ giới thiệu cho bạn là vô để người nhà của tôi sẽ hướng dẫn mình làm. Trang đang tìm hiểu các món ăn từ bọ cạp, nghe rất hấp dẫn. Nhưng Trang có nấu thành công hai món ăn không? Chúng ta hãy cùng chờ xem Trang trổ tài nhé. Bây giờ anh chàng cùng với chủ nhà đi xem bò và diễn viên Thanh Tú từng vắt sữa. Trời ơi. Con này nó có khác gì so với mấy con này nhiều không chị, mà chị nhớ chị? Cái sừng nó cục mà nó hơi quẹo quá nè ha. Nó hình tam giác mà nó tam hơi giác này chị. Nó bự. Nó khác so với đúng mấy rồi. Cái tam giác này không? Chạy cả một quãng đường dài chỉ để xem con bò. Anh chàng nhiều. Chồng vẫn vui vẻ mặc dù đã thua. Chúc Thành thành công. Thua keo này ta bày keo khác, bây giờ tới là thử thách thứ hai. Bạn hãy đi tìm một ngôi nhà bất kỳ có nuôi bò sữa và thuyết phục được gia chủ cho phép được dắt sữa bò. Thử thách dành cho bạn là trong vòng 10 phút bạn phải dắt được 5 lít sữa bò. Chị ơi, chị cho em hỏi ở gần đây có chỗ nào nuôi bò sữa đó không chị? Cái nhà trong này là không cho hả cô? Đi theo bà đó hỏi chỗ. Bây giờ thầy cho chồng. Dạ đi theo bà.
Em có thử thách là đi nặng sữa của một con bò sữa đó, cho nên em xin cho em nặng để mà em làm chương trình đó mà. Dạ thì chiều mới nặng. Dạ. Rút kinh nghiệm lần trước, Thành đã nhờ chị chủ nhà giới thiệu cho một gia đình đồng ý cho mình thực hiện thử thách 2. Lần này anh chàng có hoàn thành được thử thách của mình và giành được lá cờ không? Chị giúp em nhiều quá, không có gì hết. Bây giờ em tặng mọi người mấy củ kẹo ăn chung với để coi là tấm tấm lòng nha không à. Dạ nhận cho em vui đi. Dạ cô. Dạ. Phải lật đều đúng không chị? Mày đã ai đâu. Lật đều một cái. Sau một hồi vật vã với con vịt đã bắt được nó rồi. Anh chàng đang tranh thủ nạp năng lượng trước khi thực hiện thử thách của mình. Tới giờ em đi dắt sữa bò rồi. Ơi anh em xin phép gia đình anh chị với bà em đi. Cũng cảm ơn anh chị rất nhiều vì cái bữa ăn hôm nay. Em có hộp kẹo của chương trình xin gửi gia đình. Nó không có gì cao quý nhưng mà nó là chút lòng thành của em, xin chị nhận giùm em. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Sau đây là khoảng thời gian mà cha sẽ phải thực hiện hai món ăn, đó là bọ cạp chiên giòn và bọ cạp gỏi bọ cạp. Cho nên là bây giờ cha đã dành đủ thời gian để mà hoàn thành món ăn này trong một thời gian nhanh nhất. Các bạn chờ nhé. Bạn có 15 phút để thực hiện hai món ăn này. Mặc dù rất sợ bọ cạp cắn, nhưng Trang thực hiện việc chế biến món ăn khá thuần thục. Món đầu tiên sắp hoàn thành với bọ cạp chiên. Cái đó là mình đang chọc cho nó cứng sữa lên hả? Chứ mấy cái này đâu phải là sữa nữa hả? Không, nó cũng sữa luôn nhưng mà con bò nó đẻ lâu rồi. Cái nó nín lại. Mình chọc cho chút xíu nó cũng ra nhưng mà nó ra ít. Chứ mình bóp về ra, còn mấy mình vuốt về cũng ra. Đừng. Mỏi tay thiệt, em mới làm có chút xíu ở đây nó mỏi rồi đó. Nhưng mà nặng sữa thì cũng thú vị. Lần đầu tiên đó nặng sữa. Rồi mới bơm xíu mà mỏi tay quá trời. Cha mới học lần đầu mà Thành vắt sữa bò trông rất chuyên nghiệp. Cảm giác đang vắt sữa thật là thú vị và không kém phần mệt mỏi. Thật sự hai cái tay của Thành bây giờ rất là rã rời, muốn rụng luôn. Nhưng mà ráng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không biết có đủ là 5 lít như yêu cầu của ban tổ chức hay không nữa. Nhưng mà dắt hết sức thôi, ráng đi bò ơi, ráng đi bò ơi. Món ăn đầu tiên của Trang trình bày rất đẹp mắt, cô nàng rất có khiếu trong nấu ăn. Anh lên còn 30 giây nữa. Ôi, đậu phộng rồi đâu nhỉ? Còn 10 giây cuối cùng. Bây giờ đã 15 phút hay 2 giây? Như vậy là bạn đã lố mất 22 giây rồi. Xin chia buồn các bạn. Trời ơi. Trời ơi, coi như là đã không thắng thử thách này. Nhưng tiếc quá, Trang đã không hoàn thành được thử thách trong thời gian quy định. Ah!
Bây giờ muốn ngồi bẹp xuống luôn, không muốn đi nữa. Hai cái tay ra nè. Sữa không? Ngon. Ngon thiệt. Nhưng mà mỏi quá. Không biết gì đây đủ 5 lít hay không nữa. Nhưng mà vẫn cứ hy vọng là mình làm hết sức mình rồi. Nó có 15 phút anh ạ, nhưng em mất 15 phút 22 giây. Nên là không thể, nhưng mà em mời anh thẩm định món ăn của em trước. Chúng mà mấy lần đầu làm như vậy là cũng khá là tốt rồi. Dạ. Anh chủ nhà trông rất hài lòng với món ăn do Trang chế biến. Mặc dù không giành được lá cờ ở thử thách thứ hai, nhưng Trang rất vui vì đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của thử thách này. Tôi đã không vượt qua được thử thách này bởi vì là thử thách với hai món ăn đó là 15 phút, nhưng tôi đã mất 15 phút 22 giây và lãng phí mất 22 giây, cho nên là đã thua thử thách này rồi. Gắt sữa bò ngồi một chỗ thôi mà nó còn mệt hơn là chạy xe đạp hồi sáng giờ. Biết hồi nãy giờ có nghe tẹt tẹt rồi đó, ngồi gắt rồi nè. Ôi, để vượt qua được thử thách này, anh chàng đã chấp nhận hy sinh cả chiếc áo của mình. Mặc dù khởi đầu rất vất vả và khó khăn, nhưng Thành đã hoàn thành xuất sắc thử thách 2 của mình. Chúc mừng diễn viên Lương Thế Thành. Mặc dù tôi thử thách 2 nhưng mà em cũng rất vui và em cũng được thử sức mình trong món ăn bọ cạp. Có thể nói là cái món mà em chưa từng nghĩ là mình sẽ làm. Em xin tặng lại gia đình kẹo mềm su gút và một chút kẹo về của dopamine. Dạ, cảm ơn nha. Rất cảm ơn anh và cho em gửi lời cảm ơn đến cả gia đình là đã tạo điều kiện cho em có thể quay tốt phần thử thách của mình. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn con bò. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Nếu khó cho tôi ngồi tôi dắt, cảm ơn nha. Ở thử thách thứ hai, chỉ có Thành nhận được cờ. Tuy nhiên những giây phút vừa rồi chắc chắn là những trải nghiệm không thể quên được của cả hai nghệ sĩ. Đã đến lúc cả hai nghệ sĩ sẽ bước vào thử thách cuối cùng. Qua đêm tại một nhà người dân bất kỳ nằm trên đường cây gõ ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi. Bạn hãy xin ở trọ qua đêm tại nhà một người dân bất kỳ nằm tại ấp Phú Trung, xã An Phú, huyện Củ Chi. Dù đã trải qua hai thử thách khá vất vả, nhưng với tinh thần sảng khoái, chắc chắn hai nghệ sĩ của chúng ta sẽ tiếp tục đem đến cho khán giả nhiều cảm hứng và tình cảm dành cho họ để đón xem cả hai sẽ xin ở trọ như thế nào. Xin mời khán giả cùng quay trở lại với Lữ Khách 24 giờ.